xung kích ngành y. Vũ khí mang theo không phải súng gương dài, không tên lửa, không xe tăng đạn pháo. Giáp mặt kẻ thù mà những ngày đầu không dễ nhận mặt đâu. À, này bạn ơi, xung kích ngành y không sợ mọi hiểm nguy. Đi bất cứ nơi đâu, từ hải đảo xa xôi hay miền núi cao hẻo lánh, đạn nổ của chúng tôi là mũi kim liều thua, là những túi dịch truyền, là lòng nhiệt huyết. Dịch bệnh ở đâu? Dịch bệnh ở đâu? Có chúng tôi, chúng phải cúi đầu. Này bạn ơi, xung kích ngày nghỉ không sợ mọi hiểm nguy. Nơi đâu từ hải đảo xa xôi hay miền núi cao hẻo lánh, đạn lửa của chúng tôi là mũi kim liều thua, là những túi dịch truyền, là lòng nhiệt huyết. Dịch bệnh ở đâu? Dịch bệnh ở đâu? Có chúng tôi, chúng phải cúi đầu. Băng qua núi đồi trùng điệp, băng qua những con đèo mổ xương, đoàn xe đưa các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các nhà hảo tâm của chương trình Địa chỉ từ thiện Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến với xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nơi cây cối rút kiệt nhựa mình ra trái, nơi con người vắt giọt mồ hôi kiếm sống trên đất cằn, nơi của những người già còng lưng cõng củi, những đứa trẻ đi bộ hàng cây số đến trường không người đưa dẫn, nơi mà người dân tộc lo còn chưa đủ cái ăn, cái mặc, chứ chưa nói gì đến chuyện thuốc thang khi đau ốm. Cũng bởi thế, xã Nùng Nàng đã trở thành điểm từ thiện khám bệnh cấp thuốc tặng quà đợt này của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vượt qua gần 500 cây số từ Hà Nội lên đến Lai Châu, có những đoạn đường gập ghềnh lầy lội, tưởng chừng không đi nổi, có những đoạn mù sương chẳng thấy đường. Nhiều lúc, những người trong đoàn chúng tôi quay sang nhìn nhau tự hỏi, ở dưới xuôi, những ca bệnh nặng tuyến cơ sở không điều trị được còn có thể chuyển lên tuyến trên. Chứ ở nơi heo hút thế này, không biết những ca bệnh hiểm nghèo sẽ xử trí ra sao. Nghĩ vậy, các bác sĩ trẻ lại càng hăm hở, quên cả mệt nhọc khó khăn, chỉ mong mau đến được với bà con bản làng. Tròn 12 tiếng đồng hồ di chuyển,
chúng tôi đến xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Chẳng giá gì, chính các bác sĩ lại sắn tay vào kê dọn, sắp xếp bàn ghế, đón bà con đến khám. Là một trong những xã nghèo nhất của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xã Nùng Nàng, đúng như cái tên của nó, có 100% dân cư là người dân tộc Hơ Mông, bám vào mảnh nương, mảnh rẫy mà sinh sống. Người dân ở đây phần nhiều không biết tiếng Kinh, và một vài bản còn giữ hủ tục, khi có bệnh thì nhờ thầy cúng trừ tà ma, chứ không đi khám bác sĩ. Hơn nữa, do đặc điểm cư dân sống phân tán trên núi chứ không tập trung, lại chỉ có một trạm y tế xã, nên nhiều khi không đáp ứng nổi nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Thành phần dân tộc của chúng tôi ở đây thì chỉ có một dân tộc Mông duy nhất. Đấy. Về tình kinh tế ở đây thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, do về cái địa hình, đấy, đồi núi cao thì nhiều, đấy, địa bàn để sản xuất thì nó ít, đấy, đời sống bà con thì gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ là xã chúng tôi là có 8 bản, đấy, có 493 hộ, hơn 2.563 nhân khẩu. Đấy, trong đó thì tỷ lệ hộ nghèo là chiếm từ khoảng 36%. Đói nghèo, khó khăn là vậy. Nên việc đoàn từ thiện đến khám bệnh và phát quà đã trở thành tin vui lan khắp làng trên bản dưới. Từ sớm tinh mơ, bà con đã lũ lượt xuống núi, đến tập trung tại trạm y tế xã Nùng Nàng, xếp hàng chờ đến lượt. Sân trạm y tế xã chưa bao giờ nhộn nhịp như thế này. Từng khoảng sân đều được tận dụng làm chỗ ngồi chờ, làm phòng khám, sao cho càng nhiều người dân được khám càng tốt. Do điều kiện máy móc y tế của xã chỉ đáp ứng được việc chẩn đoán những bệnh thông thường, nên trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đợt khám bệnh lần này đều được đưa từ Bệnh viện Việt Đức lên đây. Nhận thức được rằng, với những người dân vùng cao hẻo lánh, việc được khám chữa bệnh là cơ hội hiếm hoi, nên các bác sĩ đã chuẩn bị những thiết bị y tế đảm bảo nhằm đưa ra những chẩn đoán chính xác. Từ máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp đến máy siêu âm đều trang bị hiện đại nhất. Các bác sĩ thường ngày tận tụy với bệnh nhân bao nhiêu thì hôm nay càng kiên nhẫn, ân cần với bà con vùng cao hơn gấp bội. Bởi phần lớn bệnh nhân đến khám đều bỡ ngỡ với những thủ tục, lại không biết tiếng Kinh, không biết chữ, nên việc dặn dò chỉ bảo rất khó khăn. Nào đo huyết áp, đo nhịp tim, khám mắt, khám tai, kiểm tra tổng quát. Công đoạn nào, bác sĩ cũng thăm khám rất kỹ càng, cẩn thận. Không đến đây, có lẽ chúng ta chẳng thể tin rằng có những người đây là lần đầu được đi khám sức khỏe. Không đến đây, chúng ta cũng chẳng thể biết rằng có những người không tiếp cận được cả những kiến thức chăm sóc sức khỏe thông thường. Có người mẹ đem con đến khám mà ngay cả cách chăm con cũng không biết để con mang bệnh. Vị bác sĩ khám tổng quát nhìn đứa trẻ xót lòng quá mới quát lên một câu bằng tiếng Kinh. Người phiên dịch lại dịch ra tiếng dân tộc cho người mẹ hiểu. Cẩn trọng nhất là công đoạn phát thuốc điều trị cho bệnh nhân. Vì người dân không hiểu tiếng Kinh, không biết chữ, nên bác sĩ phải dặn dò cẩn thận từng loại thuốc uống thế nào, liều lượng bao nhiêu để người dân hiểu rõ và thực hiện theo. Sau khi Bệnh viện Việt Đức có cái chủ trương là lên các tỉnh vùng sâu vùng xa để hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc miền núi có nhiều khó khăn, thì về phía quan điểm chúng tôi hoàn toàn nhất trí và cũng thống nhất với Bệnh viện Việt Đức và báo cáo Ủy ban tỉnh Lai Châu và Sở Y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cùng phối hợp để lên đây và chọn một cái xã khó nhất của xã Tam Đường này là xã Nùng Nàng. Hầu hết là dân tộc Mông, có đời sống tuy đã khó khăn rất nhiều nhưng nhờ cái sự nỗ lực của tỉnh, của ngành, của nhà nước thì nay đời sống khá hơn. Nhưng tuy nhiên vẫn chưa hết những cái khó khăn của họ được. Về quan điểm chung của ngành y tế và của tỉnh ấy, thì làm sao để đưa đến người nghèo tốt nhất những gì mình có về bảo hiểm y tế, về chế độ ăn, về thuốc men. Thì trong năm vừa qua thì phấn đấu rất nỗ lực để đồng bào sức khỏe có khá hơn và nhận thức của họ tốt hơn. Đặc biệt về bảo hiểm y tế đã có nhiều nỗ lực
Tuy nhiên bảo hiểm Tết Lai Châu là đến nay là 95% đã được bảo hiểm rồi. Nhờ cái sự nỗ lực này thì đồng bào có nhận thức tốt hơn. Nay cái đoàn bệnh viện Việt Đức lên đây thì đồng bào phấn khởi lắm. Sau khi chúng tôi về xã bàn bạc thống nhất với đảng ủy xã, ủy ban xã thì ủng hộ 100%. Và các bạn thấy nay đồng bào đến rất đông và tổ chức chặt chẽ, có cả siêu âm, có cả khám mắt, có cả khám tổng quát, khám nội và cấp thuốc miễn phí và cấp cả chăn màn nữa. Đồng bào hết sức phấn khởi, chan hòa lắm. Biết rằng nhiều người dân ở xa đi bộ nửa ngày đường mới tới nơi, nên bác sĩ cũng cố gắng miệt mài khám bệnh từ 7 giờ sáng đến quá trưa, không hề ngơi nghỉ. Bên cạnh việc khám chữa bệnh, bà con còn được trao tặng những suất quà ý nghĩa nhân dịp đón Tết Dương lịch 2013. Mỗi hộ gia đình được nhận một cái chăn bông, một thùng mì, 3 gói gia vị và 10 cân gạo. Tổng cộng số quà tặng lên đến gần 100 triệu đồng. Chị Hầu Thị Mỹ ở bản Phan Chu Hoa hôm nay điệu đứa con út đi nửa ngày đường mới đến nơi khám bệnh. Chồng là liệt sĩ, một mình chị đi làm nương nuôi 6 đứa con. Trong đó, đứa nhỏ nhất chẳng may lại bị di chứng chất độc da cam, thường xuyên đau ốm. Được các bác sĩ khám bệnh cho con, được phát thuốc miễn phí, lại được nhận gạo dầu mắm muối thế này, chị Mỹ xúc động lắm. Nhà Mỹ nghèo lắm, chồng chết rồi, Mỹ ở vậy nuôi 6 đứa con, đói lắm. Hôm nay được quà thế này, con Mỹ có cái ăn Tết rồi. Cần gạo, gói mì, vài ba hộp thuốc thông dụng. Với những người đủ đầy như chúng ta, có lẽ chẳng có giá trị nhiều. Nhưng với những người cơm không đủ no, chăn không đủ ấm ở đây, thì quả thật, đó là những món quà vô giá. 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người chọn đi chơi hay nghỉ ngơi. Nhưng các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Việt Đức lại chọn chuyến từ thiện lên vùng cao đầy ý nghĩa này. Dẫu có vất vả, nhưng đổi lại, niềm vui họ nhận được là vô bờ. Đây cũng là lần thứ 5 tôi đến với cả Lai Châu. Thì tôi cảm nhận rằng mỗi một lần có sự thay đổi rất là rõ rệt. Lần đầu tiên khi tôi đến đây khám năm 2008 thì cái điều kiện của y tế vẫn còn rất là thiếu thốn, vẫn còn nghèo. Người bệnh thì mắc nhiều cái bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiễm trùng. Còn bây giờ thì cái mặt bệnh thì nó đã hơi khác đi một chút. Các cái bệnh nhiễm trùng, bệnh gây nhiễm ít đi. Nhưng thay vào đấy là các bệnh về xương khớp, rồi là bệnh về huyết áp lại có xu hướng tăng lên. Đấy là một trong cái dấu hiệu mà để dự báo để mà mình phải có cái chiến lược chăm sóc sức khỏe phù hợp. Từ khi trời còn mờ sương, cụ bà Hàng Thị Mỹ đã khăn đùm áo đóng đi bộ hàng cây số từ bản Đông treo leo mãi trên đỉnh núi xuống trạm y tế xã Nùng Nàng. Biết tin các bác sĩ từ tận bệnh viện thủ đô lên khám từ thiện, con cái lại bận lên nương lên dãy cả. Chẳng nhờ ai đưa dẫn, cụ tự đi bộ một mình đến điểm khám, hầu mong các bác sĩ khám cho cái bệnh. Sống trên đời trọn 100 năm tuổi, chưa khi nào cụ Mỹ được khám bệnh khi đau yếu. Trước kia, người trong bản ai cũng nghĩ, cứ ốm bệnh là do con ma bệnh quấy dày, nên hễ có ai đau ốm lại mời thầy cúng về đuổi tà ma. Nhưng nay khác rồi, nhờ được vận động tuyên truyền, bà con hiểu rằng đau là phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ khám, ốm phải uống thuốc mới mau lành bệnh. Có 10 mặt con, nhưng bệnh tật đã cướp đi của cụ 4 người con, giờ chỉ còn 6, 5 trai, 1 gái. Sống trọn vẹn một thế kỷ trên núi, cả cụ Mỹ lẫn con mình đều chưa từng được đến bệnh viện khám chữa khi đau ốm. Bởi thế ngày hôm nay được bác sĩ thăm khám cẩn thận rồi chỉ bảo cách tự chăm sóc sức khỏe, cụ bà Hàng Thị Mỹ phấn khởi lắm. Từ bé đến giờ chưa đi khám cái bệnh bao giờ. Bác sĩ khám bụng, khám tai, khám mắt. Bác sĩ dặn kỹ lắm, rằng phải uống thuốc đầy đủ mới đuổi được cái bệnh đi. Được khám rồi, phấn khởi lắm. Có đi khám, cụ Mỹ mới biết bị đau ốm không phải do con ma bệnh nó hành mình,
không thể nhờ thầy cúng mà khỏi được, mà phải đến các bác sĩ và uống thuốc mới mau lành bệnh. Vậy ra, bốn người con của cụ đã chẳng phải bị con ma bệnh bắt mất mà vì không được chạy chữa kịp thời. Cụ bà chắc mầm chuyến này về bản sẽ nói với trưởng bản, vận động bà con chăm lo sức khỏe, bài trừ hủ tục cúng ma trừ tà. Sau khi được bác sĩ thăm khám, chuẩn đoán bệnh, cụ Mỹ lại được phát thuốc miễn phí và dặn dò cẩn thận cách dùng, liều lượng thuốc. Khấp khểnh bước thấp bước cao trên con đường về bản, cái mà cụ Mỹ mang về không chỉ là những món thuốc tốt cho sức khỏe, cũng không chỉ là niềm vui lần đầu được khám bệnh, mà hơn thế còn là hiểu biết để tránh xa những hủ tục lạc hậu bấy lâu nay ăn sâu vào suy nghĩ của những con người ở nơi thâm sơn cùng cốc như cụ. Với thành phần dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số, sống hoàn toàn bằng nghề nông, nên điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn rất khó khăn. Nhiều người lo cái ăn hàng ngày còn khó khăn, chứ chưa nói đến chi phí thuốc thang khi đau ốm. Nhiều năm qua, dù được quan tâm tạo điều kiện, nhưng với những người dân bám vào nương rẫy mưu sinh như ở đây, thì quả là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Cuộc sống thường ngày đã chật vật, cho nên khi đau ốm lại càng khốn khó hơn. Đồng cảm với những khó khăn của những người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, đoàn từ thiện các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã có chuyến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân tại đây. Thực sự là món quà cần thiết để người bệnh trang trải tiền viện phí và tiền sinh hoạt.
Chuyến hành trình khép lại, nhưng chắc hẳn trong lòng các thành viên của đoàn vẫn đau đáu một điều gì đó. Vì vẫn còn những nơi trên đất nước Việt Nam có những người dân vẫn đang rất cần sự giúp đỡ của những người có tấm lòng nhân ái. Biên cương hùng vĩ, tình đất tình người bao la, dạt dào miền quê hương mới, dựng xây phố núi đẹp dầu, quảng trường mênh mông bát ngát mênh mang, trên hồ thủy sơ. Khắp núi rừng Lai Châu vang rồi bừng sáng lên một vùng biên giới, thành phố nguy nga xao xuyến lòng người, phố núi thành phố tình yêu bồng bềnh mây bay quanh phố, con đường thênh thang rộng mở ngỡ ngàng nhà mới dựng xây. Xin mời về Lai Châu đắm say trong tiếng khen điều xòe thương nhau. Lai Châu vang rồi bừng sáng lên một vùng biên giới, thành phố nguy nga xao xuyến lòng người, phố núi thành phố tình yêu bồng bềnh mây bay quanh phố, con đường thênh thang rộng mở ngỡ ngàng nhà mới dựng xây. Xin mời về Lai Châu đắm say trong tiếng khen điều xòe thương nhau, phố núi thành phố tình yêu bồng bềnh mây bay quanh phố, con đường thênh thang rộng mở ngỡ ngàng nhà mới dựng xây. Xin mời về Lai Châu đắm say dệt khúc tình ca trong thơ, ơi Lai Châu thành phố đẹp như mơ. Chương trình giao lưu văn nghệ do bà con xã Đùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tự biên tự diễn là món quà tinh thần và cũng là lời cảm ơn chân thành của những người dân chân chất nơi đây gửi đến những lương y áo trắng đã đem cái Tết ấm no đến với bản làng. Đường đưa ta về thiên thần, tổ quốc đông đất từ giờ.
cùng đến với ca khúc Gặp Nhau Trong Rừng Mơ do các thầy cô giáo đến từ trường trung học cơ sở xã Lùng Nàng biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuôi khắp chào đời. Bà con nhân dân các dân tộc ở trên địa bàn của xã Đồng Nàng một ngày làm việc mệt mài của các bác sĩ dành cho bà con và sự thăm khám cũng như là việc tặng quà, đúng không ạ, dành cho bà con. Phương Thảo xin được hỏi bà con ở đây là có ai nhận ra ba bác sĩ vừa hát trên này không ạ? Có nhận ra không ạ? Trời đẹp trai hơn, đúng không ạ? Dưới ánh điện đẹp trai hơn cho nên là nhiều khi là không nhận ra. Với lại từ cái màu áo blue mà chuyển sang đời thường thì đôi khi cũng khó. Mong rằng là các bác sĩ sẽ thường xuyên lên thăm khám tại xã Đồng Nàng nói riêng cũng như là tất cả các cái địa bàn trên tỉnh Lai Châu nói chung. Và chúng tôi mong muốn rằng là ở nơi đâu thì bác sĩ cũng để lại những nụ cười tươi vui như thế. Xin được trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây chúng ta hướng lên sân khấu và cùng đến với Top 4 nữ người mèo ơn đảng do các em học sinh đến từ trường trung học cơ sở xã Hùng Nàng biểu diễn. Và mời quý vị chúng ta thưởng thức và dành cho các em một tràng pháo tay cũng đồng nhiệt, đúng không ạ? Như vậy là các em cùng một bảng đúng không nhỉ? Thế à? Và trường học của các em là bên kia đúng không nhỉ? Đây là lần đầu tiên chị Phương Thảo lên đây tham gia chương trình, đặc biệt là chương trình Chào Năm Mới
2013. Và cũng như lời chúc ban đầu thì chị Phương Thảo cũng luôn luôn mong muốn rằng bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn của xã nhà sẽ bước sang một năm mới thật vui tươi, phấn khởi, và đặc biệt là các em nhỏ, các em sẽ học tốt hơn, học giỏi hơn trong năm mới. Tuy nhiên thì có một điều như thế này, chị Phương Thảo xin được phép nói chuyện với các em một chút. Có rất nhiều các em, đặc biệt là các em gái, sau khi mà đã được sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương, được sự quan tâm của động viên của gia đình, cũng như là đặc biệt là các thầy cô giáo đã kêu gọi, phải nói là kêu gọi các bậc phụ huynh cũng như là các em tham gia đến trường, đến lớp. Tuy nhiên thì có rất nhiều điều đáng buồn xảy ra với các xã, đặc biệt là đối với các xã miền núi như tỉnh Lai Châu. Có rất nhiều em, đặc biệt là em gái, không đến trường nữa, và sau khi học xong lớp 9 thì ở nhà để lấy chồng. Vâng, rất là buồn, rất là đáng buồn là như vậy. Không biết là ngày hôm nay thì các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức lên đây thăm khám cho các bệnh nhân thì có thấy những cái trường hợp mà nhỏ tuổi đến thăm khám bệnh, đặc biệt là về vấn đề phụ nữ hay không? Thế tuy nhiên thì đã có rất nhiều các em bỏ học để ở nhà lấy chồng và phục vụ gia đình nhà chồng, phục vụ con cái. Chị mong muốn rằng là các em học sinh, đặc biệt là em học lớp 9, các em hãy động viên gia đình mình cũng như là các bạn nhỏ ở trong làng, trong bản của mình, hãy tích cực tham gia học tập và tham gia học tập nhiều hơn nữa, học giỏi nữa, để chúng ta có thể học được những bậc học cao hơn. Như ngày hôm nay thì Phương Thảo có một câu hỏi như thế này. Ví dụ như là em chẳng hạn, thì em có muốn đi học nữa hay không? Rồi là sau này thì em mong muốn sẽ làm nghề gì? Em học xong lớp 9 em sẽ đi học tiếp và em định thi vào trường dân tộc nội trú tỉnh ạ. Và ước mơ của em sau này là em sẽ trở thành bác sĩ hoặc là người cô giáo để mang cái chữ về cho bạn nàng ạ. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thế thì còn em thì mơ ước của em sau này sẽ làm gì ạ? Dạ, em cũng mơ ước để sau này được đi làm bác sĩ, khám bệnh cho mọi người. Rồi, và như vậy là cái hình ảnh của các thầy cô giáo và các bác sĩ luôn quan tâm, luôn đến với bà con, không chỉ các anh các chị mà đối với các y bác sĩ của tỉnh nhà cũng như địa phương cũng luôn luôn quan tâm tới các em. Chính vì vậy mà hình ảnh của các anh các chị mới in đậm trong lòng các em đến như thế. Xin được chúc mừng các anh các chị đã thực sự thành công khi mà để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân mà mỗi bước chân của các anh chị đã trải qua. Xin được trân trọng cảm ơn các em rất nhiều. Và ngày hôm nay thì một nữ bác sĩ cũng sẽ lên tham gia chương trình giao lưu với chúng ta ngày hôm nay. Và có lẽ là ngoài cái món quà mà chị đã dành tặng cho bà con dân bản trong buổi sáng ngày hôm nay, thì ngay sau đây là một bài hát mà chị yêu thích sẽ gửi tặng cho toàn thể bà con, ca khúc Tình ca mùa xuân. Vâng, xin mời chị Thanh Hà. Mùi hương nào
đời và sẽ gửi tặng tới nhiều cái tình cảm đồng nhiệt của mình đối với bệnh nhân cũng như là những lời ca tiếng hát của các anh các chị đã sưởi ấm tâm hồn cho tất cả các khán giả đang có mặt trên sân khấu, đặc biệt là sân khấu của xã Hùng Nàng của huyện Tam Đường buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Hãy làm cùng nhau cho bên trên bao ơi, và hãy qua cùng nhau ra thắm men chiều đông. Vui vui đi trên đường này thân tay ta sẽ hoa, sẽ nghe tình quê cùng hát tiếng ca của Đảng ủy Hội đồng nhân dân ủy ban cho phòng văn hóa cũng như các đơn vị phối hợp chặt chẽ với trung tâm.